giữa này đâu. Giữa giữa luôn này, tao lay. Tôi đang tôi mệt. Đang giữa đang khóc tao tao lay luôn lên luôn lên luôn. Vô tờ đây, vô tờ, căng cái tờ cái quật cái đại cho nó cái bè qua đi luôn, để tờ đi luôn. Đây chỉ cần cái bánh lan vào là đạn sai bánh xuống. Sai này dễ như mất bạn. 60 các bạn. Hơn đó. Thì tới đây cũng đỡ thượng ngay kìa. Đây cỏ chỗ cô rồi mà do đi xe lẫn bơ nó giữa nào đó. Quý cái cây chặt. Nhưng cũng quá. Tới chưa đứa? Không tới nghe, giờ từ hết trường bắt rồi. Tối đen mất rồi. Hết chưa? Hết từ rồi. Xong chưa? Bỏ cái xe ra đi, bật cái xe ra đi. Chạy luôn, bỏ tờ có rồi chạy luôn. Đóng keo hết một gông luôn. Hết gông keo rồi. Đồ đổ hết gông keo rồi. Rồi còn chừng này thì quay lên chứ sao chứ. Đồ giật đổ hết luôn chứ còn chứ nữa. Giật đổ trơn luôn. Trời tối rồi các bạn. Anh Phú. Mày đang giật kênh rồi anh Phú. Đang giật cái đứa muốn đổ trơn đó mà. Đèn như thế nó bóng bóng. Đèn cái tánh nó bóng. Đúng rồi.
Hả? Khó xử lý gì? Đồ anh giật giật cái dây tờ, anh giật giật cái tù khách luôn. Ồ, hết một gòn luôn á. Ý, gòn luôn, tù khách gòn, còn cái hè cài mấy. Cái hè gòn, rất là hết cái sức của cái kinh điển. Ấy, tù khách trơn. Tài rộng bóc mày, xa tâm cảo, giờ rước anh em bóc đầu anh. Cái buổi trưa anh lên 19 á, gần 2 tháng á. Xa anh á, lên vụt bọc luôn. Anh ro, anh lên ro chỗ đó, trẻ hớt ra. Cái kết thì cuối cùng là như vậy các bạn nha. Đổ hết một công keo đó. Đúng. Bãi tóm tắng keo luôn đi, phải ít nữa. Rồi tôi đang mòn. Nó bãi, tâm cảo già rứa mà đang giữa liền cái nó bãi. Rồi không lay cái nó bãi. Con trước nhẹ quá. Con trước keo nhẹ mà. Thằng là do con trước keo nhẹ quá. Chứ xa anh đúng rồi nữa, keo trước nhẹ quá, bị sao keo to không mà. Keo bị sao keo to không chứ nên bóc đầu là khỏe rồi. Chù toàn keo to không à. Chù. Tóm tắng đằng này nè. Với lại nó cắt đầu nó đứng giữa dốc một phần là từ đi, nếu mà từ có cái quạt xuống ra nè, có cái dốc xuống lại là nó kéo xuống. Cái này nó dở lên. Ờ, nó dở lên, từ nó dở lên. Mà nghe chưa, có chỗ giữa không có nữa, đưa lên. Xách cái đầu xe hồi nãy ghê quá. Anh nói chưa, anh lay dốc bê tông vậy. Lay dưới nó rửa, anh lay dưới giữa đầu ra đây luôn rồi, kèo lá lén. À, thằng Công bọn em cũng chỉ ra bóng độ. Ai lay trong vơi nữa. Ờ. Lay công tơ, lay cho mình nó đi thẳng luôn. Thẳng rồi lay cho mai. Ôi, đây sướng. Trả, bốn. Rồi đây chỗ này hơi bò chút đó vàng nghe. Ờ đúng rồi. Chặt đó vàng. Cái xa keo to không mà. Hay chạy luôn tới đi ra luôn phải chớp chỗ nhà của. Nhà nhà lẻ chạy. Bọn anh chạy nó bé rồi. Nó thay con bà.